từ trưa nay, mạng xã hội cũng nóng lên bởi sự việc được cho là hy hữu xảy ra tại trường mầm non ở Quảng Bình. Các giáo viên ở đây bất ngờ phát hiện một con đĩa trong bình nước loại 20 lít. Bình nước vẫn còn nguyên tem, nhưng con đĩa thì ngọ ngoại, trong đó khiến cho cô trò kinh hãi. Liên quan sự việc này, ngành chức năng vừa lên tiếng. Theo đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem. Bên trong có một con đĩa bằng đầu đũa ngoe ngoảy di chuyển. Sự việc được cho là phát hiện tại trường mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Cô Dương Thị Thúy Hà, hiệu trưởng xác nhận, phía nhà trường thường xuyên mua nước loại bình 20 lít của công ty cổ phần nước khoáng Bang cho học sinh uống. Đợt gần nhất là vào ngày 25 đến ngày 28 tháng 4. Khi đưa một trong những bình nước vừa mua về ra sử dụng thì bất ngờ phát hiện có con đĩa bên trong. Liên quan đến vụ việc này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại công ty cổ phần nước khoáng Bang. Đơn vị trước đây dùng nguồn từ suối nước khoáng Bang ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để sản xuất. Tuy nhiên từ tháng 8 năm ngoái đến nay, vì một số lý do chuyển sang sử dụng nước giếng khoan. Đại diện công ty cho biết, đơn vị kiểm tra lại toàn bộ quy trình sản xuất để tìm nguyên nhân. Nhận định ban đầu có thể do vỏ bình nước loại 20 lít được tái sử dụng. Trong quá trình vệ sinh, sụt rửa không kỹ nên để sót dị vật là con đĩa.